anh sắp về tới Sài Gòn rồi. Skin BB, phòng chống hâm da hiệu quả, an toàn cho trẻ sơ sinh. Ba cũng kỳ thiệt á. Tự nhiên không đi được thì thôi, nhờ người nào đó đến chia buồn cũng được, tự nhiên cái bắt anh đi à. Đâu có sao đâu, dù gì ở công ty anh cũng đâu có làm được gì. Thôi nha, anh về gần tới rồi. Bye em. Anh gì đó ơi, bộ anh mới bị đánh ghen hay sao mà quần áo bị lột hết rồi hả? Nói tiếng Trung hả? Phải tiếng Trung không ta? Ni hao. Chưa chỉ chi thêm chưa chẳng lắm. Rửa phân, rửa phân, làn phân. Hả? Chỉnh cung là ta lô chống của. Chưa ta nào để chi khói. Anh là người Trung Quốc hả? Ồ, ở đây không phải là Hồng Kông hả? Biết nói tiếng Việt luôn. Sao nãy giờ không nói? Đã kêu là mua đúng điểm đến rồi mà. Bây giờ phải làm sao đây? Ai biết làm sao? Anh, cho tôi đi nhờ xe của anh được không? Hả? Làm ơn giúp tôi đi, tôi đang nghĩ anh đó. Tối rồi, sao anh còn đeo kính mát vậy? Tại vì tôi dùng cái thằng wormhole, cho nên người của tôi bị tổn thương nhiều lắm. Wormhole gì vậy? Mà anh nói, hôm nay có phải là ngày 30 tháng 3 năm 2019 không? Ừ. Cũng may là thời gian chính xác. Anh bị sao vậy? Anh im lặng, để cho tôi núp đây một lát đi. Chuyện này liên quan tới tương lai của loài người. Mình giúp cho. Mong anh giúp cho. Xin anh hãy giữ một chút lòng tự trọng. Tôi đang nghĩ anh mà. Anh vô đây, đóng cửa lại. Ở trong này không có ai đâu, đừng có sợ. Bây giờ tạm thời anh cứ ở đây nha. Để tôi chạy ra ngoài, tôi kiếm coi có bộ đồ công nhân nào để lại không, tôi cho anh mặc. Chứ để gì giống ngậm kỳ lắm. Nha. Cảm ơn anh nhiều lắm. Nếu như không có anh á, thì tôi đã bị bọn chúng bắt rồi. Không có gì đâu. Anh đã cho tôi đi nhờ, rồi bây giờ còn đưa đồ cho tôi mặc nữa. Tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Không có gì đâu. Sao anh nhìn tôi dữ vậy? Bộ anh nhìn tôi giống điên lắm đúng không? Không, tôi đâu có nghĩ vậy đâu. Anh cứ nói thật đi, tôi không có giận anh đâu. Thì cũng có chút chút. Anh nghĩ vậy cũng đúng. Đáng lý ra tôi không có nói, nhưng mà tại vì anh là ân nhân của tôi, cho nên bây giờ tôi sẽ nói cho anh nghe một bí mật. Chuyện gì? Câu chuyện mà tôi sắp nói ra, anh phải hứa với tôi, sống để bụng, chết mang theo nha. Cái gì mà nghiêm trọng dữ vậy hả? Nhưng mà ở đây ngoài tôi với anh ra còn có ai không? Không. Thiệt ra tôi đến từ tương lai, năm 2019. Hả? Cũng 100 năm sau. Cái tương lai? Đúng là điên thật rồi. Bộ anh đang nghĩ tôi đúng là điên thiệt rồi đúng không? Chuyện nói ra thì cũng hơi khó tin thiệt. Nhưng mà thật sự, năm 2019, trái đất sẽ bị bọn robot tấn công và tiêu diệt. Bởi vì vậy, tôi mới có mặt ở đây để mà tiêu diệt con robot đầu sỏ. Nó sẽ là lãnh đạo cấp cao của những con robot sau này. Anh đang chuẩn bị làm phim khoa học viễn tưởng hả? Bây giờ tôi nói sao cho anh hiểu ta? Nói chung tóm lại, bây giờ anh không có hiểu được đâu. Bây giờ bằng mọi cách, tôi phải sang Hồng Kông và tiêu diệt được ả. Nhưng mà tiêu diệt ai? Sophia. Sophia là con đá quý hả? Đá quý gì ở đây?
Bây giờ tôi có nói thế nào á, anh cũng không hiểu được đâu. Ả Sophia đã lên kế hoạch nhằm thôn tính trái đất, tiêu diệt hết tất cả con người. Nếu như muốn cứu được con người ở năm 2118 thì chúng ta phải tiêu diệt được Ả ngay hôm nay. Anh có thuốc dinh dưỡng không? Cho tôi một viên đi. Tôi không có. Ở đây có thực phẩm sạch nè, anh ăn đỡ đi. Cái gì mà thực phẩm sạch? Hay là để tôi chạy tôi mua thức ăn nhanh cho anh ăn. Giờ này mà vẫn còn ăn thức ăn nhanh hả? Chúng tôi á, do bị suy thoái vị giác nhiều quá, cho nên bây giờ chỉ cần một viên thuốc dinh dưỡng là đủ. Chứ bây giờ ai mà ăn những thức ăn mà tầm thường đó. Tôi không biết nó có mùi vị gì, nhưng mà tôi chắc chắn nó rất là tầm thường. Từ từ coi chừng ăn xương luôn đó. Quá là tầm thường. Có con robot tên là Sophia thật rồi. Ủa, anh, buổi lái xe nguyên ngày không mệt hả? Đi ngủ đi. Anh đi ngủ liền cho anh. Cậu ba. Dạ. Có cách nào mà người ta có thể vượt thời gian giống như là cổ máy thời gian được không cậu ba? Anh muốn vượt thời gian hả? Ừ. Mới sáng sớm mà nói chuyện điên khùng rồi. Thực tế thì không được đâu anh. Vậy hả? Ừ, đúng rồi, sao mà có thể được điều đó. Nhưng mà lý thuyết á thì được. Được thiệt hả? Có nghĩa là nếu như mà mình đạt được tốc độ ánh sáng, mình từ nội không gian vượt qua wormhole ra ngoài không gian, nếu mình làm được như vậy là mình vượt qua thời gian được rồi. Cậu ba vừa nói wormhole hả? Wormhole. Tại vì tôi vượt qua tầng wormhole cho nên người của tôi bị tổn thương nhiều lắm. Wormhole là cái gì? Wormhole có nghĩa là ranh giới giữa nội không gian và ngoại không gian, nhưng đó chỉ là giả tưởng lý thuyết của các nhà khoa học mà thôi. Vậy khoảng chừng 100 năm nữa người ta có thể làm được điều đó không? Là sao em biết được? Em phải nhà khoa học đâu. Cái câu hỏi nó làm tôi nghẹn họng luôn ạ. Anh ăn từ từ thôi. Nếu mà thấy ngon thì để tôi đi mua thêm cho anh nữa. Đã nói đừng có mua mấy cái món tầm thường rồi mà. Cầm đó chi nữa. Để xuống vậy. Nói nha, lần sau đừng mua mấy cái món tầm thường nữa nha. Vậy chiều nay tôi phải mua bao nhiêu phần tầm thường này nữa mới đủ khẩu của anh? Đã nói là không ăn mấy món tầm thường nữa mà. Cái này được rồi. Xin thêm mấy con cà, con ốt tùy luôn. Tôi biết rồi. Mà anh ơi. Dạ. Anh có tìm ra cách nào để đi Hồng Kông chưa? Tối hôm qua tôi đã lên kế hoạch rồi. Anh có thể giúp tôi chở tôi tới nhà xe lửa nào gần nhất ở đây để tôi đi. Anh đi xe lửa tới Hồng Kông luôn hả? Tôi không thể nào trì hoãn thêm được nữa. Bằng mọi cách tôi phải sang Hồng Kông và tiêu diệt được ả Sophia mới được. Làm gì nhìn giáo giác vậy? Hình như không phải chỉ có một mình tôi đến từ tương lai ở đây đâu. Hả? Còn ai nữa hả? Là tụi robot Terminator. Chúng đến này để tiêu diệt tôi đó. Nếu như bọn robot đó tới thật thì thật sự thông báo chứ. Tụi robot đến từ tương lai, nhìn hình dạng của chúng bên ngoài rất giống với con người. Vì vậy á, chúng ta khó. Đứng lại! Đứng lại! Chạy đi! Đứng lại! Chạy đi! Nhanh! Đứng lại! Đứng lại! Đứng lại! Nhanh, nhanh đi! Đứng lại! Đứng lại! Nhanh lên, nhanh lên! Đứng lại! Trời ơi! Giờ đây còn cài dây an toàn cái gì nữa? Mở cửa ra! Nhanh lên, nhanh lên.
chạy chạy đi đi. Cảm ơn anh nhiều lắm. Không có gì đâu, anh đi cẩn thận nha. À, chuyện tôi nhờ anh á, anh có... À, đây, của anh đây. Lát nữa lên tàu tôi ăn sao? Ăn để nhớ về tôi nha. Thiệt sự á, tôi làm phiền anh quá. Mà anh tên gì? Tôi chắc chắn á, sau này á, tôi sẽ quay lại đây, tôi tìm anh tôi đền đáp. Đây, cặp với xíu của tôi. Tôi tên Phan Minh Ngọc. Phan Minh Ngọc? Phải. Anh là Phan Minh Ngọc? Đúng rồi. Có gì không anh? Jeffrey Phan. Hả? Nếu như tôi nhớ không lầm thì cái tên của anh sẽ đứng cùng với lại Bill Gates và Jeff Bezos, là ba ông chủ cái tập đoàn lớn nhất thế giới. Thiệt hả? Anh nhìn mặt tôi, thấy tôi giống nó xạo không? Hèn chi, nhìn anh là tôi thấy nó có cái gì đó rất là khác với những người thường. À, vậy theo anh suy đoán thì tới khi nào tôi mới nổi tiếng giống không, người đó? Không. Hả? Không phải là suy đoán mà là chắc chắn, tại vì điều đó đã xảy ra. Là sao? Tôi nhớ không lầm thì khoảng 2000 2004. Yes. Là lúc đó anh sẽ được nổi tiếng xứng tầm với lại Bill Gates. Năm 2034 tôi sẽ nổi tiếng thiệt không? Nghe sao khó tin quá vậy? Khó tin đúng không? Vậy thì bây giờ tôi sẽ cho anh một vài điều tiên đoán trước nữa, để anh biết tôi nói thật hay không. Chuyện gì nữa? Sắp tới, trên trái đất này sẽ có rất nhiều vụ động đất, lũ lụt và hỏa hoạn. Anh nên cẩn trọng. Động đất, lũ lụt và hỏa hoạn. Thôi, tàu tới rồi, tôi đi đây. À, cẩn thận nha, bảo trọng. Nhớ ăn gà của tôi đó. Tôi cảm ơn. I will be back. I'll be back. Okay, back. Với giúp đỡ của phía cảnh sát, nên ba bệnh nhân tâm thần đã bị bắt trở lại. Cảnh sát xác định rằng đây là những bệnh nhân tâm thần nguy hiểm. Hiện còn một bệnh nhân vẫn chưa rõ tung tích và vẫn đang trong quá trình tìm kiếm. Xin được chuyển sang tin thế giới. Các tòa nhà bị sụp đổ dưới cơn địa chấn mạnh. Nhiều người hoảng sợ chạy ra đường, nên trên đường hiện giờ đang rất hoảng loạn. Một trận hỏa hoạn phát sinh ở Hy Lạp đã lan rộng 15 km theo hướng đông bắc. Một trận hỏa hoạn khác phát sinh ở Canada. Chỉ trong vòng 20 phút, mọi thứ đã trở thành tro bụi. Sắp tới, trên trái đất này sẽ có rất nhiều vụ động đất, lũ lụt và hỏa hoạn. Anh nên cẩn trọng. Động đất, lũ lụt và hỏa hoạn. Trên thế giới này có nhiều chuyện không phải vì muốn tin nên mới tin, mà là không thể không tin. Nếu có ai hỏi tôi có thể chứng minh được việc mình đến từ tương lai hay không, thì tôi thật sự không biết làm cách nào. Tôi biết, cho dù có những việc xảy ra trên thế giới này mà người ta vẫn không thể chứng minh được, nhưng cũng không thể phủ nhận nó chính là sự thật thì nó vẫn tồn tại. Liệu có ai biết chắc 100 năm sau con người có bị robot tấn công hay không?